15 điểm à. Má đi xuống chạy tạng xuống mày ép lắm ha. Muốn không cần khen thắng. Yeah. Đi xuống cháu. Ôi, năm. Xuống ép luôn. Để lên. Để bắn cái gì vậy mọi người? Xích lên coi. 15 điểm. 6. Được chưa? 20 điểm. Cuối cùng là nó bắn cái chai này. Súng của thằng Khang lang thang. Súng của Minh Mập. Mấy cái cây này cây mấy rồi? Này súng của Khô Lôi Thôi. Súng của thằng cũng là thằng Khang nữa. Ô. Oh. Trên đây có hai thằng Khang, thằng này cũng là Khang lang thang bán nhang. Nhầm hả? Rất. Thôi thôi đi. Khang bán nhang. Ồ, ở đây có hai thằng Khang à. Còn trong đây là con nhỏ này là soda. Soda. Tại gọi tiếng Anh là soda. Chứ thật ra tiếng Việt là soda. Soda. Cái trò gì bắn, việc bắn vợ ạc, bắn gì đồng hục không. Yeah. Rồi sao? Đâu? Gì? Quẩy đi. Thôi đừng có che. Hục. Hục. Hụt luôn. Coi 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 bắn trúng rồi coi thật. Hụt luôn, thấy chưa? Nè, bắn trúng chưa? Nào, trúng đi, ngoài trúng đây. Hụt luôn thấy không? Ủa, ấy da. Tụi bóp không à? Hơi bị sao. Tới nào bắn đây. Đây con bắn. Nãy mày chưa bắn. Hụt luôn thấy không? Trời ơi. Trời, tôi chưa bắn nha mấy người coi tôi chết nè. Rồi có tới bạn Khang sống bắn đi. Hụt luôn. Rồi. Rồi nãy giờ chỉ còn Khôi bắn trúng hai lần. Xích lên. Lúc nào mày cũng để dưới thôi Khôi. Để coi nè con mập bắn nè. Bắn nhiều. 2-3 điểm. Chú bắn nhiều cái đó luôn chứ. Một hết. Con bạn soda buồn hiu vậy soda. Mày mới có 20 à. Vậy 20 miếng chưa 19 nè. 19 rồi. Chứ chưa 20 nữa.